À, các bạn thân mến, trước mặt các bạn đây là chiếc Honda Future 125 bản 2023 nha các bạn. Thì cái phiên bản này là cái phiên bản cao cấp, bánh mâm màu đen và màu của nó là màu xanh xanh này là xanh bóng, xanh bóng xanh dương đậm mà bóng nha các bạn. Đó, thì xe này mình mới lấy cách đây một tuần thôi. Đó. Thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi về tổng thể của cái xe để cho những bạn nào mà có ý định mua chiếc xe này có cái nhìn trực quan nhất về chiếc xe nha các bạn. Rồi, trước tiên thì mình sẽ đi vào phần đầu đèn của xe ha. Đây. Thì cái đầu đèn này là đèn LED nha các bạn, đèn LED hai bên đây là đờ mi nè, hai bên đây là bạn là đóng cốt nè, ở giữa là pha nha các bạn. Và nó cũng như các dòng xe đời mới sau này là cái đèn này không có tắt được nha các bạn. Thì khi các bạn tắt thì các bạn phải bắt buộc các bạn phải đi gắn thêm cái bộ mạch tắt hoặc là gắn thêm con tắt rời ha. Đó. Cái phần này phần mão nha các bạn. Cái mão này thì cảm giác là nó hơi lỏng lẻo xíu nha. Nhưng mà mình đi thì nó chưa có bị rè gì hết. Đó. Tiếp theo đây. Đây là cái phần bóng đờ mi ha. Các bạn thấy gì không? Mặc dù là cái ở trên đã xài cái bóng LED, bóng chiếu sáng dạng LED, nhưng mà đờ mi các bạn thấy nó là màu vàng ha. Nhìn nó rất là phèn ha. Thì mình đã đặt được đã đặt hai cái bóng LED T10 để mà thay vô ha. Thay vô. Khi mình mua cái loại bóng LED màu trắng thay vô nhìn nó đẹp hơn ha. Đó. Thì cái cục chớp đây, cái mặt đồng hồ nha các bạn. Đó, các bạn nghe tiếng tách 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 là cái cục chớp xi nhan đây nó nháy ha. Đây, đây là cái mặt đồng hồ. Đồng hồ thiết kế rất là đơn giản, không có gì hết. Cũng có ở giữa hình kim cương này là báo tốc độ này, báo xăng này là đèn đẻ, rồi đây báo số này ha, N124 vậy thôi. Không, nó không có cái đèn đồng hồ nha các bạn, nó không có cái đồng hồ ha. Bây giờ đi nó cũng hơi bất tiện xíu nhưng mà thôi kệ. Rồi, thì cùng công tắc thì bên đây rất là đơn giản, gồm có một công tắc nút đề. Ở bên đây là công tắc pha cốt cũng như còi và xi nhan các bạn. Đó. Rồi, chìa khóa thì tất cả các phiên bản đều là chìa khóa cơ hết nha các bạn. Không có phiên bản nào mà chìa khóa smart key đâu. Thì các bạn muốn lên smart key thì các bạn phải đi độ ha. Nói chung nhìn tổng thể của xe, cái dáng xe rất là đẹp, rất là khỏe khoắn nha các bạn. Và thì mình cảm giác là thiết kế đời này nó không có, nó có già giống như những đời trước ha. Mình đi, mình những người nào mà cỡ ba mươi mấy tuổi hoặc là hai mấy tuổi đi nó vẫn rất là phù hợp ha. Đó, thì cái phần yên xe này nó dài hơn những cái xe khác nha các bạn. Nếu hồi xưa mình đi AB thì nó sẽ dài hơn cái xe AB ha. Thì gia đình mình đi gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ, ngồi nó vẫn vừa ha. Hồi xưa xe AB thì nếu đi full người như vậy thì người ngồi sau cùng phải ngồi lên cái ba ga xe. Nhưng mà không, đời xe này yên nó dài hơn. Nhưng mà có một cái nhược điểm là yên nó rất cứng. Yên nó cứng hơn những cái xe tay ga khác. Thành thử ra nếu mà đi đường dài thì sẽ bị mỏi, sẽ bị ê. Đó. Đây là cái tổng thể chiếc xe ha. Về mâm xe thì nó sử dụng cái mâm 5 chấu nha các bạn. Thông số cái bánh trước là 70-90, mâm 17 inch ha. Ở bánh sau là 80-90, R17 ha. Đó. Thì cái lớp mà đi theo xe thì cái lớp này là lớp bình thường ha. Thì chờ nó đi mòn thì mình sẽ thay một cái cặp vỏ Michelin vô ha, đi cho nó chắc ha. Đó. Rồi, cái hộp Jason thiết kế rất là đẹp ha các bạn ha. Đó. Êm, mình mới tra cái dưỡng sên vô, thành thử ra nó êm ha. Thì ở trong nhà máy đi ra thì mình kiểm tra rồi, thì cái sên này nó người ta chỉ quét một cái lớp mỡ hay là lớp nhớt gì đó rất là mỏng thôi. Mà mình đi một tuần thì cảm giác như nó đã bị khô rồi. Thành thử ra là mình phải mua một cái chai dưỡng sên ha, mình tra vô liền ha. Đó, đi bảo vệ cái sên thì chống đi sét cũng như là chống cái độ bào mòn co giãn của sân xe. Đây là thiết kế của phần đèn hậu ha. À, nó có một cái rất là dở như thế này nè các bạn. Cái đèn hậu này nhìn nó, các bạn nhìn nè, nó rất là lỏng lẻo, rất là dở ha. Không, mình không biết là do thiết kế của cái này nó vậy hay là lỗi nữa.
Thì cái này để vài bữa mình vào hãng mình sẽ nói với họ. Cái này thì ra cái cách khắc phục rất là dễ thôi. Các bạn mở yên xe lên. Đây. Các bạn mở yên xe lên. Đây có hang ốc nè. À, ở đây có hang ốc, các bạn tháo ra, các bạn lấy một miếng lông đền, mấy bạn chim vô ha, thì nó sẽ cứng nè. Đó, khi mình lắc cái này nó lắc nè các bạn ha. Thì đó là cái dễ thôi, cách khắc phục dễ thôi. À thì sẵn mình sẽ nói luôn phần cốp này rất là rộng nha các bạn. Các bạn có thể để được hai cái nón nửa đầu á. Đó, cốp. Còn về phần bình xăng thì bình xăng nằm đây ha. Dung tích bình xăng là 4,6 lít nha các bạn. Thì xe mình đi khi mà mình lấy từ trong hãng ra mình đã để đổ đầy bình xăng ha, mà mình đã đi được 42 km rồi và cái kim xăng vẫn chưa nhích xuống ha. Nói chung là về độ tiết kiệm nhiên liệu thì Future là nổi tiếng là tiết kiệm nhiên liệu số 1 rồi ha. Thì đây là cái nhảy năng lượng của xe nha các bạn, 1,54 lít trên 100 km ha, rất là ấn tượng với con số này ha. Có nghĩa là các bạn đi khoảng 60 đến 70 tùy theo điều kiện trong 1 km trên 1 lít xăng ha. Đó, tùy theo các bạn đi ha. Rồi, nói sơ sơ vậy thôi. Thì đây là cái phần dàn áo. Dàn áo thì ban đầu mình mới lấy thôi thì đi nó cũng cứng cáp á, nhưng mà mình có tham khảo một số thông tin thì cái dàn áo này nó rất là ọp ẹp nha các bạn. Đi một thời gian nó sẽ bị rè, thì tới đó mình sẽ tìm cách khắc phục sau. Rồi. Rồi còn về phố khối động cơ thì động cơ nó là động cơ 125 phân khối ha. Đó. Vậy thôi. Về cặp phuộc thì phuộc trước và phuộc sau đều là cái phuộc bình thường đơn giản thôi, mình cảm giác là nó rất là đi nó rất là cứng, nó rất là đi khi đi qua những ổ gà thì nó rất là cứng, nhưng mà cái ưu điểm của cái phuộc cứng như vậy thì nó tạo nên cái độ chắc cũng như là độ đầm cho chiếc xe các bạn ha. Còn những cái phuộc nào mà mềm quá thì các bạn đi nó bị bồng bềnh á, nó bị ọp ẹp, nó bị bồng bềnh chiếc xe ha. Đó, nói chung là phần thiết kế rất là đẹp, rất là bắt mắt ha. Ở đây nó được trang điểm một cái miếng mạ chrome đây ha, sáng bóng nè. Rồi, logo Honda nằm ở giữa đây. Đó, nói chung là thiết kế rất là đẹp. Về cái cặp mâm thì mình đầu tiên thì mình thích cái mâm bánh căm hơn. Nhưng mà mình suy nghĩ lại, bánh căm thứ nhất là nó khó vệ sinh, mà thứ hai là khi mà các bạn đi mà bị cán đinh á thì cái bánh căm nó sẽ bị xì lốp luôn ha. Nó tại vì bánh căm phải sử dụng vỏ có ruột ha, còn lại cái bánh mâm thì sử dụng vỏ không ruột, thành thử ra là khi mà cán đinh thì các bạn có thể đi về tới nhà và các bạn đi tới những cái tiệm sửa xe uy tín các bạn vá lại ha. Còn dọc đường thì mình không dám vá. Rồi. Ở phần phần hông xe thì có một cái chữ logo Future. Này là in nổi nha các bạn. Đó, Future in nổi nè. Rồi, 125 phân khối vậy thôi. À, để mình sử dụng xe một thời gian như thế nào rồi mình sẽ đánh giá tiếp cho các bạn coi ha. À, mình mua xe này với giá là 38 triệu 200 bao giấy tờ nha các bạn, và được tặng 6 lần thay nhớt hãng. Thì chắc có thể là ban đầu mình sẽ thay nhớt hãng và sau đó mình sẽ xài những cái dòng nhớt cao cấp hơn để đi xe ha. Về khả năng vận hành thì xe đi rất là êm, rất là mượt nha các bạn. Mình chỉ cần vô số 1 thôi, mình dứt nhẹ ga thôi là xe nó đã vọt lên rồi. Thì đó là ưu điểm của những dòng xe số, còn xe tay ga thì các bạn phải vặn ga mạnh thì nó mới đi được. Thì đó là cũng một một phần lý do tại sao xe tay ga nó tốn xăng hơn xe số ha. Xe số cái vòng tua máy nó thấp hơn, xe tay ga nó phải cao. Vòng tua máy phải cao để nó bắt để những cái bi nó băng ra nó thay đổi tỷ số truyền á. Rồi, đánh giá sơ sơ về các bạn coi vậy thôi ha. Mốt mình đi và mình gặp những cái trường hợp như thế nào thì mình sẽ làm video cho các bạn coi ha. Rồi, xin chào các bạn.